Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time, phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào! Một thông tin được rò rỉ trên Weibo đã tạo ra sự phấn khích tới các fan của Vinland Saga. Cụ thể, thông tin đó đã tuyên bố rằng loạt phim này sẽ có mùa thứ 3, mặc dù tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng chắc chắn nó là tin chuẩn vì anime rất khó bị drop giữa chừng ở phần 2 như vậy. Một leaker nổi tiếng khác trên Weibo cũng đã tiết lộ Chainsaw Man sẽ có phần 2 kèm theo một movie sớm được MAPPA công bố. Sau season 1, MAPPA đã để lại hàng tỷ những ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan. Rất nhiều người đã bất bình với anime Chainsaw Man không thể hiện được những gì mà manga đã đạt được. Vậy nên, nhiều người đã lo ngại rằng studio sẽ không tiếp tục đầu tư cho dự án chuyển thể. Tuy nhiên, đây là canh bạc tất tay mà MAPPA đã tuyên bố ngay từ đầu và không có lý do gì mà họ sẽ bỏ dở cả. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó thôi. Vừa qua, VTV24 đã đưa tin về những tác phẩm văn học rác, độc, nhảm, đầy rẫy trên mạng và vô tình trong đó có ảnh của một website bị anh em Weibo cho là chuyên đi ăn cắp không ghi nguồn. Khoan nói đến nội dung của bài phóng sự, khi mà chỉ nhìn tít của video, tất cả chúng ta đều biết đó chỉ là cái nhìn một chiều. Một số anh em Weibo còn cho rằng việc nét trộm bị té lần này đúng là một bản cứu thua trông thấy khi mà các website dịch truyện ở Việt Nam đang trên đà đi xuống. Có người còn cho rằng bấy lâu nay nét trộm chọn làm phản diện, không nghi nguồn, nhận chỉ trích là để bảo vệ các nhóm dịch và website khác không bị quân triều đình xử. Số khác không liên quan thì lại cảm ơn Bầu Đức. Còn các bạn thì sao? Comment ý kiến xuống bên dưới để thảo luận nhé! Một rò rỉ gần đây đã gây ra một làn sóng phấn khích giữa những người hâm mộ Tengoku Daimakyo cho rằng loạt phim này sẽ có mùa thứ hai. Mặc dù thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức, người hâm mộ tin rằng sẽ mất một thời gian trước khi thông báo chính thức được đưa ra. Do thực tế là loạt phim hiện đang được phát sóng đã bao phủ hơn một nửa bộ truyện tranh gốc. Sự rò rỉ này đã tạo ra một phản ứng tích cực áp đảo giữa những người hâm mộ bộ phim. Tin tức về mùa thứ hai có thể đã thúc đẩy suy đoán và sự nhiệt tình trên mạng xã hội và diễn đàn thảo luận, nơi những người theo dõi loạt phim đã bày tỏ niềm vui và mong đợi họ đối với sự phát triển của cốt truyện và sự tiếp nối của câu chuyện. Sau khi phát sóng tập cuối cùng của anime Kimetsu no Yaiba Làng Thợ Rèn, thì việc sản xuất mùa thứ tư của dự án cũng đã được tiết lộ. Được biết, phần tiếp theo này sẽ là Hashira Training Arc. Theo đó, mùa thứ tư sẽ xoay quanh nội dung huấn luyện binh đoàn diệt quỷ, nhưng do tư liệu đã chuyển thể thành anime cho mùa này là rất ngắn, nên nó chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 tập truyện và khả năng cao đây là cơ hội để studio nhét thêm filter vào anime. Tuy nhiên, sau phần 4, có thể sẽ là kết thúc của loại anime thanh gươm diệt quỷ và bọn mình bắt đầu tò mò không rõ Ufotable sẽ thực hiện cái ending đấy như thế nào nhỉ? Một bộ movie gốc với kịch bản được viết bởi chính tác giả Tatsuya Endo, bộ phim Spy X Family Code White sắp tới sẽ chính thức ra mắt với khán giả vào ngày 22 tháng 12 sắp tới đây tại các rạp ở Nhật Bản. Một thông báo nữa cũng đã xác nhận rằng sẽ có một video quảng cáo cho bộ phim được khởi chiếu vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Không còn gì tuyệt vời hơn sau khi Megumin kết thúc vụ nổ của mùa này. Đó là một vụ nổ khác lớn hơn với sự ra mắt của mùa thứ 3 cho Konosuba. Nhà sản xuất đã công bố phần tiếp theo này sẽ được phát hành vào năm 2024. ReZero cũng công bố phần thứ 3 sẽ ra mắt vào năm sau. Và nếu kết thúc của thất nghiệp chuyển sinh của mùa tới cũng sẽ công bố phần 3 thì chắc chắn năm 2024 sẽ là năm của Isekai đấy. Tiếp nối cho đoàn tàu của Season 3, Tokyo Revenger cũng sẽ trở lại, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 sắp tới. Phần này sẽ có tên gọi là Thiên Trúc và hình như sẽ là phần cao trào nhất của mạch truyện thì phải. Anh em nào confirm hộ bọn mình với nhá. Sau khi phát sóng tập cuối cùng, The Danger See My Heart đã công bố luôn phần thứ 2 cho anime ra mắt vào đầu năm sau. Đây là bộ anime romcom thứ 3 mà Studio Cine thực hiện. Và cũng giống như hai lần trước, anime đạt số điểm cực cao trên My Anime List với 8,3 điểm. Số điểm này đã khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ khi mà cả nội dung lẫn cặp đôi trong anime đều không bình thường một chút nào. Tuy nhiên, những ai muốn coi vì những lý do trên thì không phải lăn tăn đâu, vì studio thực hiện anime này chính là ông lớn thực hiện chuyển thể Doraemon đấy. Một video quảng cáo cho mùa thứ 2 của bộ anime The Duke Update and His Mate vừa đây đã chính thức được ra mắt. Đồng thời video cũng đã xác nhận rằng bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 9 tháng 7 sắp tới đây. Mới đây, Twin Engine đã thông báo sau 12 tập nửa đầu season 2 của Cô Dâu Pháp Sư sẽ là nửa cuối của anime được ra mắt vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 này, tức là vào anime mùa thu năm nay.
phần 2 của Cô Dâu Pháp Sư không thu hút được nhiều sự chú ý của các fan như phần đầu tiên. Có thể là do Studio Wish không còn đảm nhiệm chuyển thể, thay vào đó là một studio mới toanh và được thành lập dường như chỉ để thực hiện nốt bộ anime này. Trên trang web chính thức của bộ anime được viết bởi Aoi Akashino là Kaminaki Sekino Kamisama Katsudo đã có thông báo rằng việc phát sóng tập 11 sẽ bị trì hoãn một tuần do một vài lý do vớ vẩn y như mớ hoạt họa của anime này. Tuy nhiên, Kamikatsu vẫn khá là một bộ anime thú vị của mùa này nhé. Kagami no Kozo, Cô Thành Trong Gương là một bộ anime đáng mong đợi sẽ được khởi chiếu tại rạp trong tháng 6 này. Movie này được chuyển thể từ light novel cùng tên, được viết bởi Sujimura Mizuki. Câu chuyện của Kagami no Kozo sẽ xoay quanh cô bé Kokoro. Vì tổn thương tâm lý mà cô bé đã tự nhốt mình trong phòng, không đi học cũng không ra ngoài. Một hôm, tấm gương trong phòng của cô bé phát sáng và rồi cô bé đã bị cuốn vào đó. Tỉnh dậy trong một tòa lâu đài cùng 6 người bạn khác, 7 người bạn trẻ cùng chung hoàn cảnh và cô độc như nhau, phải bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ để từng bước tìm ra bí mật cho riêng mình. Bộ anime này sẽ do A1 Picture sản xuất và bộ phim sẽ có mặt tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 30 tháng 6 tới đây. Vào tháng 3 năm 2023, đội Hỏa Tiễn đã nói lời tạm biệt với anime Pokemon sau hơn 2 thập kỷ theo chân Ace và Pikachu. Giờ đây, công ty Pokemon đã tri ân nhóm ác nhân khét tiếng này bằng một bộ gear được thiết kế riêng. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, Pokemon Company đã công bố bộ sưu tập của Team Rocket trên trang Twitter chính thức của mình. Dòng sản phẩm này bao gồm các mặt hàng như áo hoodie, quần đùi và áo dài tay. Mỗi sản phẩm đều có hiển thị chữ R đặc trưng của đội Hỏa Tiễn, nhưng vấn đề là nó chỉ có như vậy. Tức là vải trơn được in một chữ R màu đỏ duy nhất, giống y như các món đồ của Supreme. Các fan đã cho rằng công ty đang vắt sữa một cách vô lý. Họ cho rằng phản diện chính đằng sau Team Rocket là Pokemon Company, chứ không phải là Team Rocket. Một người dùng bày tỏ sự bối rối về việc công ty có thể định giá một chiếc áo thun basic với mức giá là $60. Các mức giá khác bao gồm $129.99 cho một chiếc hoodie, $80 cho một chiếc áo sơ mi và $100 cho một chiếc quần jogger. Nó ngớ ngẩn ở chỗ là với ngần ấy tiền, bạn thừa sức có thể sắm cho mình một con Switch cùng với tất cả những con game mới nhất của Nintendo. Sau một thời gian dài chờ đợi, Netflix cuối cùng cũng đã phát hành teaser đầu tiên cho phiên bản live action của One Piece. Trước đó đã có không ít bàn tán của cộng đồng nghi ngờ chất lượng của chuyển thể này. Thế nhưng thông qua teaser này, chúng ta đã có thể nhận thấy được sự đầu tư và sự chú trọng mà Netflix dành cho dự án lần này. Được biết, theo một báo cáo đã chỉ ra, chi phí đầu tư cho một tập One Piece live action là $150 triệu, vượt qua cả những series bom tấn xuất sắc như Game of Thrones. Kể cả có tính sự lạm phát tiền tệ sau đại dịch Covid đi chăng nữa, thì đây cũng là một mức đầu tư khủng khiếp. Ngay cả Eiichiro Oda cũng đã hợp tác với Netflix để đảm bảo họ có thể tái hiện lại thế giới của One Piece chân thực nhất có thể. Mặt khác, các fan cứng cũng tỏ ra hài lòng với dàn cast của chuyển thể, không có nhân vật nào là bị hắc hóa cả. Nhân vật da màu được đóng bởi diễn viên da màu, nhân vật Nami cũng cực kỳ sexy, hứa hẹn khả năng bám sát nguyên tác của bộ phim. Hiệu ứng CGI khá ổn định, thậm chí có khi hơn cả nhà mờ nào đó. Chỉ duy nhất một điều không ổn lắm. Kimetsu no Yaiba mùa này có vẻ như không được đón nhận nhiều như sự chú ý vào anime Oshinoko. Đó có thể là cảm nhận của một số người, song tập cuối của Thanh Gươm Diệt Quỷ đã làm sập nền tảng Crunchyroll sau khi có quá nhiều người đăng nhập vào và làm tắc nghẽn toàn bộ server. Nguyên nhân khiến cho tập cuối của anime thu hút được nhiều sự chú ý khả năng cao là do nhân vật Nezuko cuối cùng cũng đã chính thức cất tiếng nói đầu tiên trong toàn bộ series. Trước đó, nhân vật này được các bạn trẻ yêu thích vì sự cute khi ngậm một ống tre, đổi lại là... Từ đây, cộng đồng đã luôn trêu đùa rằng Seiyu Akira Kito, người lồng tiếng cho Nezuko, được trả tiền cát xê cho show anime đình đám nhất hiện nay mà chả cần phải nói một từ nào tới tận thời điểm này. Tập cuối cùng cũng là tập mà Ufotable thực hiện tốt nhất khi mà ở các tập trước đó, anime nhận về khá nhiều chỉ trích về chất lượng hình ảnh. Cũng chính từ đây, một leaker đã tuyên bố Genshin Impact sẽ có chất lượng hoạt họa đẹp hơn cả Kimetsu no Yaiba, đồng thời dấy lên trong cộng đồng nghi ngờ rằng Ufotable đã dồn hết tâm huyết vào Genshin Impact và bỏ mặc Thanh Gươm Diệt Quỷ. Leaker này cũng khá nổi tiếng trên cộng đồng Twitter với một số bài công bố khá chính xác. Tuy nhiên, nhận định trên cũng chỉ là cảm quan không hơn không kém, khi mà hàng của Ufotable dù tốt hay không tốt bằng Kimetsu no Yaiba thì bọn mình cũng xin húp cho hết.
Anime Onimai được giới otaku tại Nhật Bản rất yêu thích, đồng thời nắm giữ thứ hạng cao nhất của anime mùa đông năm 2023 trên cả hai nền tảng là Nico Nico và Anikore đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về sự đón nhận của nó. Anime được thực hiện bởi studio được thành lập gần như chỉ để chuyển thể cho thích nghiệp chuyển sinh. Hài hước thay, thực hiện được hai bộ anime thì cả hai đều gây tranh cãi kịch liệt khi mà mới đây anime Onimai của họ lại tiếp tục nhận về những đánh giá tiêu cực từ truyền thông của phương Tây, cụ thể là kênh Anime News Network. Chỉ trích bộ anime này đang mang nặng tính ấm dâu. Ngoài ra, các reviewer này cũng chỉ trích nội dung là phóng đại và lố bịch về sự chuyển giới diễn ra trong anime. Đương nhiên, dư luận phía Nhật Bản đón nhận thông tin này không mấy tích cực. Một đánh giá khác cũng cực kỳ hài hước, đó là trên nền tảng phát sóng trực tuyến của Amazon đã đánh giá anime Bocchi the Rock có gắn tác bạo lực, hình ảnh gây rợn và khuyến khích sử dụng chất có cồn. Mặc dù đúng là anime có những yếu tố trên, nhưng họ vẫn thiếu mắt gắn thêm một con cụt. Không rõ đây là cố tình hay vô ý, song nó đã trở thành trò cười của các fan Bocchi the Rock, một bộ anime đời thường không hơn không kém về các bé cấp 3 chơi nhạc mà bị đối xử như phim tài liệu về một ban nhạc heavy metal nào đó vậy. Một kênh Twitter của Nhật Bản truyền leak các thông tin về vấn đề nữ quyền vừa qua đã chia sẻ một số bài viết có liên quan tới đạo diễn Katsuyuki Motohiro, người thực hiện cho anime đình đám Psycho Pass. Theo đó, bài viết này đã tiết lộ đạo diễn này đã có tư tưởng phân biệt giới tính khi thực hiện bộ anime. Cụ thể, Motohiro thể hiện thái độ không mấy hài lòng khi số lượng fan của Psycho Pass là nữ giới chiếm quá cao, trong khi ông chỉ muốn thực hiện một bộ anime hướng đến nam giới. Psycho Pass phần đầu tiên là một bộ anime cực kỳ xuất sắc về nội dung cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, sự thu hút nữ giới quan tâm tới bộ anime này có thể là do người chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật của anime là mangaka Amano Akira, tác giả của bộ truyện tranh Gia sư Hitman Reborn. Tiếp nối thành công của Takagi-san và Tanori no Sekikun, The Danger in My Heart là một bộ rom-com thứ 3 mà Studio Cine thực hiện được đánh giá rất cao về animation. Nữ chính trong anime cũng trở nên quyến rũ hơn nhiều so với phiên bản manga. Từ đây, cộng đồng rộ lên một bức ảnh của một cô gái có rất nhiều nét giống với nữ chính này và đồn rằng đây chính là tác giả của The Danger in My Heart. Thực hư tin này chuẩn hay không, bọn mình không dám đưa ra kết luận. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra Twitter cá nhân thì hình như tác giả không có một bức hình cá nhân nào cả. Như vậy bạn có thể biết, các mangaka thường không để lộ khuôn mặt của họ, vì vậy không có gì chắc chắn rằng người trong bức ảnh dưới đây thật sự là Norio Sakurai, tác giả của manga. Như các bạn đã biết thì vào tuần trước, Zichu đã có một bài post kêu gọi các anh em giới thiệu những tác phẩm manga hay anime hay ho tới cho các bạn weibo khác. Và lần này, hãy cùng tới với các tác phẩm đó nhé. Đầu tiên là bạn Minh Nhật với lời giới thiệu về bộ manga Liar Game. Đây là một bộ manga mà theo mình đánh giá là rất hay, với nội dung đơn giản là hãy lừa đối phương và cướp hết tiền của họ. Thuộc thể loại khá giống với Battle Royale, những người tham gia buộc phải giành chiến thắng để sinh tồn lâu nhất có thể, còn những kẻ thua cuộc đơn giản là sẽ phải trả lại đủ số tiền mà ban tổ chức đã cho các bạn vay để tham gia mà thôi. Họ sẽ làm mọi cách để đòi lại về đủ số tiền đó, nên hãy cẩn thận nhé. Tiếp theo là bạn Trần Kỳ Hoàng Minh với tác phẩm Giá Ngoại Thành Thơi. Đây là một bộ manga anime chữa lành với nội dung chính là theo chân các nhân vật chính đi chu du qua các khu cắm trại khác nhau trên khắp Nhật Bản. Một câu chuyện nhẹ nhàng, nét vẽ cực đẹp đã khiến tác phẩm ghi dấu ấn động nét trong lòng nhiều độc giả. Để gợi ý các tác phẩm cho chuyên mục của chúng mình, các bạn có thể để lại lời giới thiệu dưới comment, viết bài đăng trong group Weibo Time Party hay inbox cho fanpage Weibo Time chúng mình nhé. Để kết thúc chuyên mục chuyển động sẽ là bảng xếp hạng manga, light novel cũng như là anime của tuần này.
Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số chuyển động lần sau. Weibo, out!